Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, diện mạo nông thôn của huyện Châu Thành đã có sự chuyển biến rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Về thăm xã Thuận Mỹ, một xã vùng hạ của huyện Châu Thành, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. Trước đây, xã Thuận Mỹ được xem là xã khó khăn nhất của huyện. Nhưng từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã làm nên một Thuận Mỹ đầy khởi sắc. Từ con đường đan thẳng tắp đến những cánh đồng ruộng thanh long bạc ngàn đã giúp người dân nơi đây có cuộc sống sung túc, khá giả hơn. Hồi trước kia làm lúa, một năm tôi làm là lúa, nếu mà lúa có giá thì giờ chừng lời chừng 10 triệu bạc. Một năm hai vụ lúa, lời chừng 10 triệu à. Mà làm cực khổ lắm. Không phải như bây giờ, làm thanh long bây giờ nó sung sướng. Tôi rất mừng vì dân mình không còn nghèo là nàn lạc hậu như ngày xưa nữa. Thành ra mới lên được nông thôn mới. Nếu như hơn 10 năm trước cứ mãi gắn bó với cây lúa, thì hẳn gia đình anh Trương Giang Soạn ở ấp Bình An, xã Thuận Mỹ sẽ không có được nhà cửa khang trang, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Bởi từ khi mạnh dạn chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, gia đình anh Soạn đã thoát nghèo vào năm 2017. Chính từ sự mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi cây trồng mà cuộc sống người dân ở xã Thuận Mỹ đã dần thoát nghèo. Nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên, minh chứng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây. Lúa thóc về cấy thì nó thất, nó không có trúng được nhiều. Nên nó mới qua đào vuông, một hai vuông, hai ba người nó mới nuôi tôm. Nuôi giờ thấy được, rồi nó đào làm được thì nuôi công nghiệp. Ai cũng nói nuôi công nghiệp. Rồi để thấy tiến bộ, cái người này bắt trước theo lên. Rồi từ đó trở về sau này cứ là kinh doanh về tôm không. Xã Thuận Mỹ là một trong 12 xã của huyện Châu Thành đã vượt qua khó khăn, góp phần đưa huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Thành đã thực sự đi vào cuộc sống, hướng đến đối tượng thụ hưởng quan trọng nhất là người dân. Chính quyền địa phương luôn lúc nào cũng sát cánh với dân. Để dễ trong giàu lành, không dân cũng chịu khó dặn lành dân liệu là xong. Vì vậy là coi như bám sát dân, cho nên dân ủng hộ đồng tình. Ngày 31 tháng 5 2020 này, Châu Thành đánh dấu sự thành công của mình bằng danh hiệu huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Điều này cho thấy công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới, niềm vui cho người dân vùng hạ phía nam của tỉnh, khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Từng bước duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn, xây dựng huyện trở thành điểm sáng về nông thôn mới nâng cao.